Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương đang theo dõi Cảm Show. Gần đây chúng ta biết một cái thương vụ chuyển nhượng cũng rất đình đám một câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ, đó là việc Mesut Özil vừa chuyển đến Fenerbahce, và cũng chính vì lẽ đó mà người ta bắt đầu quan tâm đến các câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ này nhiều hơn. Chúng ta biết là trong thế giới bóng đá chúng ta có rất nhiều những cuộc chiến nổi tiếng, ví dụ như El Clasico của Tây Ban Nha, The Clasico của nước Đức, hay những cái trận chiến Derby Italia, Derby nước Anh, những trận chiến vùng Milano. Và bên cạnh những cái cuộc chiến máu lửa này thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái cuộc chiến mà được người dân Thổ Nhĩ Kỳ đặt một cái tên, đó là Intercontinental Day, tức là cuộc chiến xuyên lục địa và xuyên quốc gia luôn. Vì sao? Cuộc chiến giữa hai câu lạc bộ hùng mạnh và giàu truyền thống bậc nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray và Fenerbahce, lại là cuộc chiến xuyên lục địa và xuyên quốc gia. Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong video hôm nay. Đây có lẽ là một trong những trận đấu có nhiều tên gọi nhất trong lịch sử bóng đá, không chỉ bởi tính chất của nó là trận đấu giữa hai câu lạc bộ thành công nhất lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, mà đây còn là đại diện ở hai khu vực Á và Âu của đất nước này. Và có lẽ vì những nét xung đột về văn hóa giữa hai phần lãnh thổ, cho nên bên cạnh những trận đấu đỉnh cao về mặt chuyên môn, không thiếu những màn căng thẳng, thượng cán tay hạ cản chân không thương tiếc, khiến cho sân bóng đôi lúc không khác gì một sàn đấu võ thuật. Đồng thời các trọng tài, bắt chính trong những trận thư hùng đó bỗng cảm thấy thoải mái trong việc rút thẻ đến lạ thường. Những vị vua áo đen liên tục rút thẻ nhằm cảnh cáo, hay nặng hơn là cho các cầu thủ có cơ hội đi tắm sớm. Trận đấu đầu tiên giữa hai đội diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 1909, và đó đơn giản chỉ là một trận đấu giao hữu vui vẻ chứ không mang tính sống còn như bây giờ. Và Galatasaray lúc đó với đội hình tương đối vượt trội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải quốc gia đầu tiên vào năm 1914, Fenerbahce đã khuất phục đối thủ với tỷ số 4-2, đồng thời có được chiến thắng đầu tay trước Galatasaray. Chiến thắng đậm đà nhất là màn hủy diệt đối thủ 7 bàn không gỡ của Galatasaray vào tháng 2 năm 1911. Tuy nhiên, trận đấu này không được giới chức bóng đá quốc gia công nhận do không có sự chứng kiến từ bên thứ ba để nắm những thông tin như đưa hình ra sân hay các thống kê của cầu thủ. Vì vậy, thất bại ê chề đó của Fenerbahce không được công nhận, ngoại trừ chính những con người có mặt trên sân ngày hôm đó. Ôm mối thâm thù này đến năm 2002, cuối cùng Fenerbahce cũng đã có màn trả thù ngọt ngào, thậm chí là còn thỏa mãn hơn khi họ giành chiến thắng 6-0 được ghi lại vào ngày 6 tháng 11 năm 2002. Sự căng thẳng giữa hai câu lạc bộ được bắt đầu lẻ lỏi khi Fenerbahce từ chối cho Galatasaray mượn cầu thủ ở mùa bóng 1911, 1912. Và dù mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu có những chuyển biến tích cực khi chủ tịch Galatasaray, ông Ali Sami Yen, và người đứng đầu Fenerbahce là ông Galip Kulak Isoklu đã có một cuộc gặp mặt và đi đến thống nhất sẽ hợp nhất hai câu lạc bộ với cái tên The Turkish Club, nhằm đối đầu với những đội bóng khác trong khuôn khổ Thổ Nhĩ Kỳ. Vốn là giải đấu bao gồm những đội bóng từ nhiều quốc gia khác như Hy Lạp, Anh và Armenia. Thậm chí họ đã thiết kế xong trang phục là màu áo trắng cùng với ngôi sao đỏ nhằm chuẩn bị cho mùa giải đó. Nhưng chiến tranh vùng Balkan đã diễn ra và thỏa thuận đó cho đến nay vẫn chỉ là trên giấy tờ. Trận derby này lần đầu tiên có thêm gia vị là những pha ra tay được cho là vào năm 1934, khi từ một trận đấu vốn dĩ nó mang tính chất công hiến về mặt chuyên môn, khi cả hai đội đang muốn giành lấy 3 điểm, nó bỗng chốc biến thành một trận đấu mà các cầu thủ không ngần ngại dành tặng cho nhau những cú đấm hay những cú đá không khoan nhượng. Nhiều diễn biến căng thẳng trên sân vô tình cũng khơi gợi cơn máu chiến trên khán giả. Hệ quả là trận đấu trở nên mất kiểm soát, từ một trận bóng đá nó trở thành một cuộc hỗn chiến và một trận đánh nhau, và trọng tài cũng đã phê hủy kết quả của đối đầu đó. Và cũng từ khoảnh khắc này, trận Derby Istanbul đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh dấu những bước chuyển mình đầy ấn tượng khi chính thức đổi tên giải vô địch quốc gia thành Super League vào năm 1959, 5 năm sau khi tổ chức bóng đá FIFA được thành lập. Mùa giải đầu tiên chứng kiến một thế hệ khá thú vị khi 16 đội tham gia được chia thành hai bảng đỏ và trắng, tượng trưng cho hai màu của quốc kỳ. Và Galatasaray chính là đội đứng đầu bảng đỏ, trong khi Fenerbahce chiếm chệ ở vị trí đầu bảng trắng, đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp nhau trong hai lượt trận tranh chức vô địch. Cảm xin tạm gọi đây là lượt trận chung kết tổng. Kết quả lượt đi nghiêng về phía Galatasaray với chiến thắng tối thiểu. Tuy nhiên, trận lượt về là màn tra tấn của đội chủ nhà Fenerbahce với chiến thắng 4-sao, qua đó trở thành vị vua đầu tiên của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng 4-1 sau hai lượt trận. Với tính thù địch cao như vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu như cả hai đội đều có cho mình lượt fan cũng máu chiến không kém. Với trình độ vượt trội Cùng với những thành tích ấn tượng ở giải quốc nội, cả hai đều là một trong những đội bóng có lượng cổ động viên hùng hậu nhất đất nước này. Cụm từ hooligan trong bóng đá thường được danh dùng cho những người yêu bóng đá và yêu bạo lực cũng nhiều không kém. Từ phá chỗ ngồi khi đến sân vận động, nguyên rủa, chửi mắng, đánh đập, những màn phá bóng đều có đủ, thậm chí là những cuộc náo loạn đường phố cũng thường xuyên xảy ra, nhất là khoảng thời gian vài tiếng trước và sau mỗi trận đấu. Thêm một gia vị tiêu cực nữa được thêm vào trận derby này, đó chính là những tai nạn trên sân cỏ. Và trận đấu vào tháng 5 năm 2013 chỉ là một vết nhơ khó rửa trong suốt chiều dài lịch sử trận đấu căng thẳng nhất quốc gia. Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho Fenerbahce, một cậu fan 19 tuổi của câu lạc bộ này đã bị một hooligan của đối thủ dùng dao xiên chết tại chỗ. Và cũng trong trận đấu đó đã xuất hiện không ít những lời lẽ phân biệt chủng tộc của những fan Fenerbahce dành cho các cầu thủ châu Phi bên phía đối thủ. Trước đó, vào năm 2006 cũng xảy ra vấn đề phân biệt chủng tộc khi fan của Galatasaray treo banner nhắm vào cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Brazil của đối thủ Mehmet Aurelio. Hay gần đây nhất chính là màn ẩu đả ngay sau khi trọng tài thổi còi hết trận vào tháng 11 năm 2018. Cụ thể, sau khi tiếng còi mãn cuộc được vang lên với tỷ số hòa 2-2, tiền vệ của Fenerbahce là Jelsen sau khi ghi bàn đã có hành động ăn mừng chọc tức các cầu thủ đội chủ nhà, và hậu quả là một màn rượt đuổi giữa tiền vệ số 32 và những cầu thủ áo đỏ cam diễn ra ngay sau khi trận đấu kết thúc. Dù đã cố gắng nhanh chân chạy vào đường hầm, nhưng Jelsen đã bị Ndiaye chặn lại và bóp cổ, và cuộc hỗn chiến cũng bắt đầu xảy ra trong đường hầm. Hậu quả là trọng tài phải rút thẻ đỏ dành cho Jelsen và Roberto Sonado sau khi anh cũng tham gia vào tình huống ẩu đả. Đồng thời, Badu Ndiaye cũng bị cấm thi đấu với những trận tiếp theo. Tương tự như La Liga khi từ trước là sân chơi của hai ông lớn Barcelona và Real Madrid trước khi có sự can thiệp của Atletico Madrid hay Valencia, đôi khi là Sevilla, thì Super League của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là sân chơi riêng của hai ông lớn này trước khi có sự góp mặt của Beşiktaş hay Istanbul và Başakşehir ngáng đường. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây chỉ có Galatasaray là giữ vững được phong độ, trong khi đối thủ truyền kiếp Fenerbahce đã không duy trì được vị thế của một ông lớn. Tuy nhiên, hiện tại đội bóng mới của Mesut Özil đang là đội có số lần vô địch quốc gia nhiều nhất nếu tính luôn cả trước khi giải đấu này mang tên Super League, với tổng cộng 28 lần đăng quang, trong khi đối thủ của họ chỉ sở hữu 23 chiếc cúp trong vòng truyền thống. Nhưng Galatasaray lại có một thành tích châu lục đáng tự hào hơn đối thủ truyền kiếp của mình, khi là đội đầu tiên cho đến hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ giành được chiếc vô địch Europa League và Super Cup. Cả hai lần nâng cúp đáng tự hào này đều diễn ra vào năm 2000. Với thành tích đáng tự hào ở sân chơi châu lục cùng với khả năng giữ phong độ tốt như vậy, không có gì bất ngờ khi trong cuộc khảo sát 1,4 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức bởi Bioner.com vào năm 2011, có tới 35% số phiếu dành cho đội chủ sân Türk Telekom, trong khi Fenerbahce ít hơn với 34%. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu cũng gây ra nhiều tranh cãi khi đội chủ sân Sukru Saracoglu cho rằng họ xứng đáng là nổi tiếng hơn với khả năng kêu gọi những ngôi sao nổi tiếng về đầu quân cho mình, có thể kể đến như Robin van Persie hay gần đây nhất là Mesut Özil. Trong tổng cộng 393 lần gặp nhau tính đến tháng 2 năm 2021 trên mọi đấu trường, Fenerbahce là đội có thành tích đối đầu tốt hơn với 146 chiến thắng, 125 lần đỡ thua và 122 lần bất phân thắng bại. Cố tiền đạo Zeki Riza Sporrell đã là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong trận Derby Istanbul với 27 lần xa lưới Galatasaray, trong khi cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất là Turgay Seren, cố thủ môn của Galatasaray với tổng cộng 54 lần xỏ găng. Như vậy, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thú vị về trận Derby Istanbul, một trận đấu đỉnh cao và tính chất không thua kém những trận derby máu lửa khác hàng đầu thế giới. Thậm chí, những màn ẩu đả như các cổ động viên Fenerbahce, Galatasaray hay các cầu thủ giữa hai đội chẳng khác nào những màn thi thố và tranh tài cao thấp võ thuật. Bạn đã từng xem qua trận Derby Istanbul này hay chưa? Và độ căng não của nó giống những gì mà Cảm đã mô tả hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới. Và các bạn cũng muốn kênh làm về những trận derby máu chiến nào nữa, hãy để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.